Ngày 15 tháng 9, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành công văn yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát xác minh các dấu hiệu vi phạm của các tổ chức cá nhân hoặc địa điểm kinh doanh các sản phẩm, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói, thang dây. Theo tìm hiểu, vài ngày nay trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, từ khóa thang dây thoát hiểm, bán thang dây thoát hiểm tại Hà Nội, bán thang dây thoát hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục được tìm kiếm. Giá chào bán tăng rất cao, sản phẩm thang dây thoát hiểm đã tăng giá từ 340.000 đồng lên 550.000 đồng đến 820.000 đồng một bộ. Vậy nhưng nhiều shop bán thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ đã thông báo cháy hàng cho sản phẩm thang dây thoát hiểm. Hiện tại, nếu muốn mua thiết bị này, khách hàng phải đợi từ 5 đến 7 ngày, chưa kể thời gian giao hàng.